Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Bữa nay mình với cha với bác ba qua ghé thăm chú Sang. Bữa nay khỏe nhiều chưa chú Sang? Không, bữa nay thì khỏe rồi Minh ơi. Nhổ cột rồi đi khám rồi bác sĩ nói sao bị gì chú Sang? Cái đi khám thì chú thì trong cái cơ thể thì không có bị gì, nhưng mà nó chỉ có cái là cái sức khỏe của mình kém sức khỏe, là cái như cái bằng nói gì quên mẹ ta, suy nhược cơ thể. Suy nhược cơ thể không siêu. Hồi sớm nghe con điện nói có khách ghé thăm rồi đâu rồi. Rồi ẩm ba tao có nói, tao nói nghỉ mặn cái gốc là quê mà nghỉ hôm nay cũng thèm rượu uống chút đỉnh. Vậy là bệnh mà có khách lại thăm rồi lụm luôn. Lụm luôn. Tao mới hỏi. Đi khám cũng đâu có bệnh. Hỏi nhưng suy nhược cơ thể. Ông ơi, nãy ông hứa ở chơi tới chiều nhưng mà bây giờ đã có khách nữa rồi. Thì bây giờ ông ghé đây chơi cũng như khách tôi như khách ông thôi. Rồi. Anh em làm chưa hết một chai. Rồi. Chưa hết một chai là dữ lắm mà. Chưa ăn chay về nhưng mà màu thì không có gì hết. Hồi sáng đi lại đặng xin không xin mấy cô cá đồ phi trong gói sầu đâu sầu đâu anh em làm cũng chưa hết chay rồi mới về tao lên giống nằm rồi. Bác ba mới tới luôn hả bác ba? Chào cả nhà, cả nhà ơi, chào cả nhà nha. Mình cũng qua thăm chú Sang, thì nghe chú Sang nói vậy thì bữa nay thấy cũng là yên chí, không bây là giờ con gái là cũng khỏe rồi, cũng khỏe rồi, cũng chỉ có suy nhược cơ thể thôi chứ không có biến đổi. Ai con gửi chú này lóc yến uống chú, gắng ta dưỡng vài bữa đi, thì khách tới thăm thì mình cũng cố gắng khỏe lại ha, uống đây uống rồi biết chừng nào hết bệnh. Thì bây giờ ông đi rằng mà tiệm bắt con dịch về đi. Ông được chú Sang ơi, thôi để bữa nào để cho ông khỏe đi rồi bữa nào đi rồi ấy chứ giờ bệnh rồi bắt về uống vô biết chừng nào hết thôi. Ông gái mình làm chú đỉnh. Bữa nào đi chú Sang thôi chú Sang. Cũng đâu có ấy gì đâu, ông bệnh uống vậy. Vậy đó, nói chung anh em mình thời gian nó còn nhiều mà dạ. Chứ đâu phải không vậy đó, đó như ăn ít quá rồi nó kém sức khỏe vậy thôi. Trời ơi bệnh dịch F0 mà không chết bây giờ sao không chết. Ông bên Trung Quốc đi về bây giờ ông nói là ổng làm mày thấy hỏi ôi luôn mà không sao. Dịch F0 bệnh F0 mà chúng nặng. Dạ mấy hôm trước chú Sang bệnh thì mình có điện chú Sang, thì chú Sang nói giờ chú Sang cũng yếu xong nó mệt hoài à, chắc chú không có làm được nữa cho nên mình mới kêu em Kha vô làm, tại vì em Kha có dặn chừng nào mà kênh có phát triển hay là thiếu người gì đó thì điện em vô làm. Giờ lỡ dở hết trơn giờ không biết sao luôn. Bây giờ mình cũng xin nói gì cả nhà ơi, cái sức khỏe mình hiện giờ thì nó cũng không được tốt, có khi gì khi khác. Rồi đi làm với cháu Minh thì cũng vui vẻ chứ không có gì, nhưng mà mình thấy trong mình nó không được khỏe ra mình chính bản thân mình xin là nghỉ chứ không phải là cháu Minh. Nhưng mà anh Năm nói gì anh em cũng vui vẻ, nhưng mà mình thấy mình không nổi thì mình xin phép mình nghỉ chứ thật ra là không có gì, anh em trong đêm cũng vui vẻ bình thường. Thì chú Sang cứ cố gắng dưỡng bệnh đi, rồi vài ba tháng nếu mà kênh phát triển lại hay là sao đó thì chú về làm là lại chung với con. Chứ giờ như ép chú quá này kia rồi như là lớn tuổi rồi có gì thì khổ cho chú nữa. Mình thì không có ép chú. Dạ. Như bắt chú đi làm mà trong khi đó chú gán làm á.
không cái chuyện làm là dạ. phải làm bình thường, nhưng mà con gái cái sức khỏe về mần chú bây giờ bởi vì ăn thì nó ít rồi nó mệt, có lắm khi thiếu năng lượng, thiếu năng lượng nó mệt ra, rồi có khi mần ngày hai ba ngày nãy cũng tội nghiệp cho cháu đúng không, ráng giữ gìn sức khỏe đi, rồi cũng như là sau này đó thì có gì thì chú trở lại góc làng quê, nhưng mà cũng có nhiều anh em thấy không, những như là bữa qua nó thửa sao bữa nay không thấy mà anh ba đi đâu đó, cô hai thường nhắc thì cô hai ơi bữa nay thì qua thăm anh ba nè đó, thì cô cũng có thấy là anh em ngủ gà vậy. Chú Sang là siêu âm mà xét nghiệm máu đầy đủ hết hả chú Sang? Làm không có gì hết, như là chỉ là như sức khỏe mình bị yếu, người ta kêu mình đi về vô nước biển với chú thuốc bà dưỡng đây ăn ít, tại mình ăn ít quá nó cái gì sức khỏe mình, cái bao tử của chú Sang như biết bị teo luôn, bị lét luôn, thành ra không ăn không được. Ăn không được nhà, cái ăn không được rồi nó nhiều. Nó thiếu cái sức khỏe rồi, nó thiếu dinh dưỡng. Nhưng mà nó mệt thôi chứ ngoài ra bệnh hoạn tất cả trong cái cơ quan của mình là nó không có bị cái gì. Thôi giờ gán tập lại đi chú Sang ơi, ăn mình về mình gán tập lại, mình ăn cố gắng tập ăn nhiều nhiều từ từ lên chút. Sáng xong lai ra em tập thể dục rồi kia nọ cho nó có cái sức khỏe lại, chứ bây giờ mình cũng phải luyện lại cái cơ thể. Không nói thẳng luôn, chứ tôi gì chứ hồi sáng là xách cái lưỡi hái ra đồng là tôi cắt cỏ bà và hai người tôi đọc luôn rồi riết rồi đó cũng quen. Không nói thẳng cái tay bị bệnh vậy chứ bây giờ là cũng buông ra cũng đi cắt cỏ ào ào à, bị nó quen rồi bây giờ nghĩ là chịu không nổi, khổ vậy đó. Mình là lao động hàng ngày nó quen dạ, bây giờ mình lao động thì phải lao động à. Với chú Sang con thấy chú Sang uống rượu mà toàn là dùng đồ chua nhiều mà sao được, con cái mình ăn không được nhiều cả vợ ơi. Cứ ăn vô miếng hay miếng mồi là nó ngán rồi, không biết lý do là sao, nhưng mà đi khám thì sức khỏe vẫn bình thường, nhưng mà con cái là thì bác sĩ mới nói gì ra có lấy thuốc nhiều thì lấy, không lấy về đây mình vô nước biển với thuốc bà dưỡng từ từ đó. Thế như là ăn không được nhiều phải không? Thôi bây giờ bữa nay có yến xào đó, vô tẩm bổ liền đi, các ăn đây đó là mình uống vô là rồi đó. Thì do kênh của mình á giờ nó cũng không còn như trước nữa, nếu mà còn như trước nữa thì chú Sen vẫn làm được bình thường, tại vì như còn dưỡng út nè đó, rồi có thể là kéo, có nghĩa là kéo chú Sen kéo qua đỡ cho chú Sen. Còn như bây giờ ví dụ như có mình với cha đó, với chú Sen, mà chú Sen thì lại yếu, nó một mình đó thì không nổi, còn ví dụ như thêm em Kha vô nữa thì cái kinh phí của kênh mình thì lại nó không có đáp ứng được, thành ra thì phải đi tới là như vậy, là cho chú Sen phải tạm ngưng để dưỡng sức khỏe cho sớm bình phục lại, rồi kênh của mình nếu mà phát triển lại như bình thường như lúc trước thì có thể chú Sen về làm chung với anh hai của mình, là sẽ làm chung nữa để kéo chú Sen theo, chứ giờ cũng khó xử cho mình quá, cả nhà cũng thông cảm. Mình thì tự xin nghỉ cả nhà, chứ anh Năm vô mình thì không nghĩ là mong cả nhà thông cảm và cũng ủng hộ cho mình. Chứ thêm một phần nữa thì bây giờ mấy tháng nay thì đi thì cha cũng chở chú Sang không à, rồi giờ rồi cha cũng lớn tuổi rồi, năm nay nó 58 rồi, mà lỡ hai ông sư phụ mà lớn tuổi đi chung cũng đường bây giờ cũng khó khăn, vào mùa mưa nữa, đâu phải chạy như đi làm mà chạy đường nhựa không đâu bác ba, đường trong đồng trong ruộng không à, lỡ mà có chuyện gì như bác ba bữa hổm mà có mình một mình anh bác ba thôi đó, mà lỡ hai người cái nữa thôi mệt dữ lắm, cũng ngán ngẩm. Cái bữa đó anh giờ con có nói một câu nữa, con chạy ở thành phố con chạy dễ mà con vô đường này cũng không dám chạy, không dám chạy đó, là bữa đó là giám khảo nói vậy luôn
nó ẩm ấy ẩm quá hay luôn. Cái đường ngoài nó bự, nó trắng nhựa, mà khi mà về đây rồi đi vô mấy cái cầm chiếc xe chạy đồng cái đường nó bị lớn, hai bên không dám chạy cho nó đi vô là nó ảnh hưởng. Đúng rồi, hai bên sống lương không sao mà chạy. Con chạy quen mình chạy được. Con không nói là chú Sang cũng đừng buồn con nha chú Sang. Rồi. Cháu mình vẫn vui vẻ nha. Rồi khi nào chú ok lại thì dẫn sẵn gốc làng quê sẵn sàng tiếp chú Sang làm lại dạ. Ủa gì đâu. Dạ. Nhưng chú... mà khi mà nói chung là đây là có đi làm thì lâu lâu rồi điện chú khỏe rồi. Dạ rồi. Đỡ buồn. Dạ thì có khách hay là có gì đó thì con vẫn gọi chú Sang điện thoại cho chú Sang qua chơi vẫn bình thường dạ. Như mỗi khi chú cũng không có làm thì người vẫn yêu ra vậy đó. Cả nhà biết không, hai thằng già này đêm nè cách chưa được đêm đi lũ nước trà chung đêm rồi đó. Cha này thường qua đây uống nước trà với chú Sang đó. Nhưng mà nhiều khi cả nhà không hiểu được, rồi cả nhà cứ nói này nói nọ hoài. Cụ nghĩ bất đằng gấp làng quê này quá trời nhiều luôn. Thì một cái kênh YouTube nào người ta làm cũng mong cho cái kênh nó phát triển. Lúc nào cũng mong cho cái kênh nó được đầm ấm chân chứ không ai mà muốn như thêm người này bớt người kia, bỏ người này ấy người kia cả nhà. Nhưng mà do cái hoàn cảnh á, mình phải chịu thôi. Nói thật với cả nhà biết là chú Sang khi người lớn tuổi thì có thể là cái tiếp khách đồ đó rất trầm tĩnh, còn cháu Kha thì săn bắt ngoài đồng thì rất giỏi nhưng mà cái chuyện niềm nở khách thì chắc có thể không có nào bằng của Sang đâu. Đó mình nói một phần nào thôi thì cả nhà cũng phải hiểu rồi. Nó không bằng đâu, thằng Kha nó không có được cái nhiều khi thì mình đặng cái này mắc cái kia cũng không có ai được hoàn hảo hết. Cũng mong cả nhà thông cảm. Hy vọng là con với chú Sang cũng có duyên như em Kha. Thì Kha lúc trước cũng làm một thời gian chắc cũng lâu à. Cũng gần năm thì em cũng nghỉ về đang phụ mẹ nuôi bò. Thì bây giờ bò bán xong rồi không nuôi lên nữa thì em tiếp tục trở lại làm với bác cháu của mình. Thì hy vọng chú Sang cũng vậy, một ngày nào đó chú khỏe lại thì tớ lui qua với bác cháu mình. Rồi cũng... chúc cháu Kha ráng tiếp cho anh Minh nha. Bạn đi xuống nè. Thôi đừng buồn chú Sang, từ từ hết sức khỏe hết rồi chúc cháu mình tiếp tục. Thôi cũng chỉ là chỗ có tình nghĩa thôi, bây giờ nếu mà mình hết bệnh rồi thì thắng từ từ khôi phục lại có gì đâu. Bớt lại chú Sang ơi chứ vô hoài mà chú Sang không ăn được nhiều. Không nhậu nhưng mà phải đi chứ bồi dưỡng đi vô nước biển cho cái cơ thể mình đã... Con cũng không được đâu chú ơi. Cha vô chai nước biển thì nó đáp ứng trong vòng một tuần hay là 10 ngày thôi. Còn cái quan trọng là cái sống hàng ngày á. Vừa có cái này. Yeah. Phải ăn uống đầy đủ mới được. Mình lấy chút đề kháng lại đó là mình có ăn đó. Có sinh hoạt được, cái hoạt động thì cái cơ thể mình nó hoạt động được thì nó mới phát triển được. Rồi đầu chích bồi dưỡng. Ở thì mình chích còn cái mũi 300 ngữ hay như các bệnh nếu không bên Phú Quốc về là chính là có 10 ngày là ổn lại liền. Là sức khỏe ngay 6 tháng em... ngoài 6 tháng mình phải chích mũi không thêm mũi khác thì người ta về da mà ở gì con giờ lâu rồi người ta không mà dạ. Từng tuổi như chú là cứ phải chích theo là một năm là chích 2 liều thì nó hay hơn. Bây giờ thì mình đó người ta kêu 5 chích 2 liều mà cắt miếng quất gì bây giờ chích một liều một và tới giờ mà con thấy á nếu mà cha chích á thì do cơ thể mình khỏe cái mình ấy cơ thể mình khỏe mình ít như ăn uống bồi bổ này vô nó vẫn khỏe cho nên cái kiết rồi cái mình quen theo vậy bác ba mình đâu có ăn uống mà bổ tại vì có thuốc trong mình này rồi từ từ cái sau này mình không chích thành ra cái mình cũng đâu có còn ăn uống như lại nữa quen cái lối đó vậy à thành ra cái kiết cái từ từ cái mình thiếu sức khỏe luôn như mình dựa vào thuốc quá cho không ngày ổng qua uống thuốc ăn được. Xung quanh nhà có chú Sang bên kia cũng có vườn chuối này kia. Chú này nè, nó chỉ đủ người trong nè. Không có hổm nữa đó. Chú tôi uống nè. Chú này là khác, nó mua 7 nè. Thì bởi vậy có bữa đó. Nó uống vài ngày là ổn liền nè. Chú uống bữa đó có ngày một ổn liền nè. Thì trong cuộc sống á. Nhất chú Tê đó
Thì trong cuộc sống thì đôi khi vợ chồng mà sống với nhau á, cái này mình nói thực tế là đơn giản là sống với nhau 2-3 năm, 4-5 năm thì khi mà duyên hết thì cũng vẫn là ví dụ thôi nhau ly dị là bình thường. Còn mình với chú Sang chỉ làm chung với nhau một kênh YouTube thôi, cũng không có chúng sống chung nhà. Nhưng mà tới thời điểm thì do cái ảnh hưởng sức khỏe nè, thì công việc thì cũng phải tạm ngưng hay tạm chia tay với nhau thì nó cũng vậy thôi à. Để mình sống chung gia đình mà đôi khi còn phải chia tay, phải thôi nhau, huống chi là chỉ là chú cháu chỉ làm trong một cái kênh như vậy thì có rất nhiều chuyện ha. Mong cô bác khán giả đừng hiểu lầm và bình luận có nhiều cái nó không hay, tội nghiệp do anh Năm mới. Còn như cũng có bình luận rồi nói Dượng Út của Minh là ỷ Dượng nó mà nó còn bỏ nó. Nó thật sự thì cả nhà không biết thôi, tại vì Dượng Út nghỉ ngang về là Dượng Út kiếm cớ gì đó, Dượng Út quậy để Dượng Út nghỉ. Nghỉ để về Dượng Út làm một kênh YouTube với cháu ruột của Dượng Út. Chứ còn Minh là chỉ là cháu rể mà cháu rể bên vợ thôi, cũng người dân thôi chứ đâu có gì. Thì Minh cũng mới biết đây à, chứ lúc trước thì cũng nghĩ là Dưỡng Út cũng về là nghĩ và làm chuyện gì thôi mà không biết, nhưng mà giờ mới biết được. Thì người dân mà nhậm gì ha bác ba. Thì cái trên cuộc đời mà ai cũng vậy, đi mằng với nhau mình phải hiểu với nhau, mình tôn trọng với nhau. Những cái gì đó là mình thấy con được thì mình phải trao những cái lời đó. Mình muốn cho bà con trên cả thế giới đều xem thì mình phải nói những câu thật lòng. Cái gì đó anh ta, chứ đâu phải mình lên đó mình nói những cái câu mà nó để mắc lòng nhau. Nó là phải vậy. Nhiều khi cả nhà không hiểu được tại sao tôi nói nhiều. Cả nhà thường hay nói tôi nói câu nói đó nhưng mà không phải là vậy. Nếu mà tôi không nói thì chắc có thể là cả nhà nói tại sao không nói. Rồi nhiều khi cả nhà thấy không, tại sao kênh của Góc Làng Quê lại khách về nhiều. Thì từ cái chỗ đó, từ cái chỗ thương là cha con tôi cả luôn là anh ba chú Sang, đều ai là cũng là một cái người nhiệt tình đó, mến khách chứ không phải mãi đâu. Về mà nhiều khi đâu phải một lần, mà nhiều khi về 3-4 lần luôn nữa. Đi khám gì rồi chắc cũng đâu có đem để thuốc gì về uống ha chứ sao. Không có 3 lần. Rồi nó kêu mình đi vô nước biển nè. Nó nói mình về mình chích bà dưỡng vô chứ mình đang uống. Sau này có đi ra khám nữa. Không có sao. Không khám thì xét nguy hiểm đi thẳng lãnh thuốc. Lãnh thuốc hàng tháng, hàng tuần phải không? Là nó cho từng lại. Còn bây giờ khám thì nó để mình có 3 lần nữa. 3 ngày. 3 ngày là 6 lần. À, 16 lần. Uống 2 lần khác gì vậy? Cũng có rất nhiều anh em bình luận ở trong ở dưới phần video á, thì mình cũng hy vọng mà mọi người có cái hướng suy nghĩ nói chung là nó thực tế chút xíu. Nếu mà có gì á thì cứ về Góc Làng Quê rồi về coi bác cháu mình đối xử hay là thân thiết nhau như thế nào, rồi chứ đừng có nên vội mà vô bình luận ở trong đó. Thì nói mình thì không có sao, cái chuyện đó mình không có gì hết, nhưng mà ví dụ như nói chú Sang hay là cha hay bác ba thì nhiều gì cũng là người lớn tuổi rồi, tội nghiệp cho bác với chú với cha mình à, lớn à, thì làm đấy cũng đâu có được là bao nhiêu tiền một tháng đâu, đâu có được làm giàu hay là cái gì đâu, chỉ làm chủ yếu là bác cháu vui vẻ hòa thuận với nhau cho nó có cái tình cái nghĩa. Bây giờ bữa nay mình làm không ra tiền, ngày mai mình cũng có tiền. Dạ. Dễ thôi. Cỡ đâu mà lên cứ bình luận. Sống tình lý được, sống có tình nghĩa, mà nếu sống không gì có tình nghĩa là con người sống vô dụng, không nói thẳng luôn. Mình phải nói chung là phải nói một tiếng nói là mạnh dạng. Mình sống vì cái chỗ tình, rồi tiền á thì không, bây giờ bữa nay không có ngày mai có. Không thể từ từ nó có. Vậy thôi. Còn cái tình nghĩa đừng có để cho nó mất lòng. Mất lòng đi rồi là không có kiếm lại được. Nói vậy đó. Tôi rồi đó tới giờ tôi nói thẳng luôn. Tôi đi từ đâu tới đâu cũng vậy chứ. Đi cái chỗ này chứ ngày mai chỗ khác điện đi nữa rồi.
Biết rồi tắt ngang nghỉ. Nó đẹp. Đi hết nó đâu. Cũng có cái bình luận nói về Bắc Hai Bi. Mình lại đưa cái đoạn ghi âm đó lên là nói Bắc Hai vậy. Nhưng mà thật sự là mình không có gọi là mình... Cái máy mình lúc nào cũng phải có cái đặt cái chế độ ghi âm. Tận khi mà khách anh em cô chú ở xa về điện về á, hẹn cái ngày cái giờ nào đó để ghé đó. Đôi cái lúc cái mình đi, đang đi làm cái mình quên, mình đâu nhớ được. Rồi mình phải mở cái đoạn ghi âm đó lên để mình nhớ. Mình nhớ là cô tin gì ngày gì rồi về bữa đó vậy. Cháu đâu có phải là mình là cố tình để ghi âm cái đoạn video của Bắc Hai. Nhưng mà nếu mà không nhờ đoạn ghi âm đó thì mình không đăng lên á, thì mọi người cô chú này kia nói mình đuổi Bắc Hai này kia. Nó rõ ràng đó. Trong cái đoạn ghi âm đó thì các nhà thấy ai là người đúng và ai là người sai. Rồi sau cuối cùng là bác là mắc cỡ quá, cho nên bác nghỉ luôn, không về làm. Mình vẫn chấp nhận là gọi bác về làm chứ đâu phải là không đâu, nhưng mà tại bác ngại, bác không chịu về làm. Bây giờ chú Sang cố gắng ăn uống nhiều đồ vô đi cho mau có sức khỏe rồi lại. Khi nào có khách hay là có gì đó thì con vẫn gọi chú Sang đi, hoặc là đi sang Bắc yêu cầu chú Sang khỏe đi, có đi sang Bắc hay này kia con vẫn gọi cho chú Sang hay rồi qua đi làm chung với con. Cuối video cũng chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Này hay quá ta. Vô tay cái lần. Mình cũng hy vọng cô chú, anh chị và tất cả các bạn thông cảm cho mình nè. Cũng vì cái cuộc sống thôi. Vì cái mà trong cuộc sống thì nó có nhiều thứ lắm, mình không thể nào mà bài giải hết. Về công việc, về sức khỏe, về mọi thứ. Chứ đâu phải làm rồi mình ỷ mình làm rồi mình muốn cho người nào nghỉ thì nghỉ, muốn cho người nào làm là làm, không phải như vậy. Nó rất là khó cho mình, tại vì ví dụ như các bạn đang làm công việc đang ổn định, đang ok này kia, đương không mặn chứ cho người đó nghỉ làm chi, cho bạn phải nhức đầu đau đầu đang kiếm thêm cái người khác nữa đây làm gì. Đó. Cũng ví dụ như chắc cũng làm ham vợ nhiều, người này ổn được kiếm người khác rồi. Vậy quá. Trời ơi, thì mình kiếm một người nào mình sẽ chuốt đời chung thủy chứ mình đâu phải làm như vậy đâu. Thì buổi mà ghé thăm chú Sang đến đây cho mình đắp video ở đây, rồi mình vô ngồi tâm sự với chú với bác ba chút xíu nữa. Chiều nay bác ba với cha cũng còn công chuyện nè, hôm nay đi đi dự hội thảo. Bây giờ mình chào cả nhà cái luôn bác ba. Chào cả nhà nha.